hai chào cả nhà tiếp à, tục mình làm clip này để nhận định tiếp về BKC à, chúng ta cùng xem lại cái clip cũ trước đó à, trước đó mình có làm một cái clip về à, một số clip nhận định về BKC thì một trong các cái clip gần nhất là cái clip của hai ngày trước thì các anh em có thể xem lại cái clip này clip này nó nói về các trò lừa đảo đang có xu hướng của năm 2020 và định hướng của BKC và EKH à, đến thời điểm này thì à, cái 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 clip mà mà hai ngày trước mà mình làm ấy thì à, rồi, kịch bản của hai sau hai ngày tức là đến thời đến hôm nay thì à, nó vẫn đi đúng theo cái kịch bản mà chúng ta đã nhận định à, từ hai ngày trước là của BKC và và EKH đây chúng ta xem lại cái clip này. À, để mình tô lại. Đây ở đoạn này, ở đoạn này thì mình có nói là à, ở đoạn này thì mình có nói là bkc nó sẽ phải nó sẽ phải nó không thể nào mà mà một phát nó nó break out ra khỏi cái cái trên này, à, nó phá được cái cái vùng này ở đây là chặt chặt ngay chặt ngày thì bởi vì bởi vì có một cái cái cụm một cái cụm à, quay ở đây cách lũy ở đây nó khá dày đặc cho nên để để cho BKC nó phá được cái đoạn này thì nó phải giải phóng hết cái 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 đám mà đã cần mua ở trên này bởi vì cái giai đoạn mà mua ở đây sau đó nó rớt một một cái đà lao dốc như vậy thì rất là khủng khiếp à, đa số họ không thoát hàng kịp đâu họ không thoát hàng kịp hoặc là hoang mang mà phải giữ hàng thậm chí những người mà đã cắt lỗ thì họ cũng phải ngậm ngùi họ cắt còn những người mà đang giữ thì họ vẫn phải rất là là đau sót và gồng lỗ. Bây giờ lên đến khi giá lên đây thì họ phải khó hàng dừng ra, thì phải đợi cái đám này khó hàng ra thì BGC mới ao lên. Cho nên mình có một cái nhận định ngay hai ngày trước là không thể mà một phát nó nó lên liền liền được đâu. Nó phải xoay quay một thời gian để nó giải phóng là nó 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 phân phối lại hết những cái lệnh mua bán mà nhà đầu tư đã kẹt hàng ở cái cái cái, cái 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 giai đoạn này. Đó là đối với BGC. À, còn ekh thì cái phần sau mình có nói nhưng mà cái clip này thì cái lúc mà mình up lên thì nó lại bị lỗi cái phần sau à, thì các bạn có thể xem lại thì kịch bản nó cũng đi, đi đúng như thế thôi thì bây giờ chúng ta xem bkc chúng ta xem lại bkc là chạc ngày chúng ta xem lại đây các bạn thấy đúng không ạ à? có phải nó nó vẫn phải lúc hôm trước là nó chỉ mới mới ngoi lên thôi và bây giờ nó vẫn phải xoay quay ở cái vùng này nó vẫn nó vẫn xoay quay ở, ở, ở cái vùng này, hay mà và đồng thời ở cái chặt ngày của chúng ta là chúng ta lại lại thấy thêm một cái tín hiệu rất là hay, một cái tín hiệu rất là hay. thì cái tín hiệu này trong cái clip à, à, anh em học viên thì mình có có cập nhật đây là một trong những cái chiến lược, một trong những cái tín hiệu, à, một trong những cách đánh. <laughs> à, thì trong phạm vi clip này mình mình không không nói được, à, nó mất sẽ mất khá nhiều thời gian và À, đâu đó chúng ta nhìn lại chúng ta thấy là hiện giờ BKC nó đang đi đúng với cái dự đoán trước đó và nó đang xoay. Quay. Nó đang nó đang xoay quay nó cần giải phóng hết cái đám hàng ở đây là một. Cái thứ hai đồng thời chúng ta chúng ta có được một cái tín hiệu nữa khá hay ở cái ở ngày hôm nay thì nó đã xuất hiện. Tức là có hai cái đường MA này nó giao cắt nhau. Đây, nó giao cắt nhau. Lần gần nhất hai đường này nó giao cắt nhau thì giá nó giảm, nó giảm từ bao nhiêu Chúng ta đo thử nha. à, lần nó giao cắt nhau từ lúc này nó giảm đến đấy là um, 8.600 và nó giảm đến 6.400 thấy không ạ đấy thấp nhất là 6.400 rồi chúng ta xem tiếp một lần giao cắt nhau của nó ở chặt ngày là đoạn này là giá từ 4.700 lên đến đỉnh điểm là bao nhiêu 10 13 13 14.000 nên đây là 14 000 Đấy. Và hiện giờ hôm nay nó lại xuất hiện thêm một cái tín hiệu y chang như vậy. Và ở chặt ngày những tín hiệu này nó rất là ít xuất hiện. Chúng ta nhìn chúng ta thấy không ạ? Và bây giờ hai đường này đang giao cắt nhau. Thế thì à, hoàn toàn chúng ta hoàn toàn có có thể có một cái cơ sở để có thể tin rằng là giá của của BGC vừa rồi nó break out ra và nó đang test đường đường MA này và bây giờ nó 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 đang bay lên nó đang tạo ra một cái cấu trúc hình như thế này. À đáy nè, đỉnh nè thấy không ạ. À? Rồi, đáy nè. Thế thì à BGC này nó sẽ phải tạo thêm một cái đáy, một cái đáy mà cái đáy sau này nè, nó phải có cái cấu trúc như là đáy sau thấp hơn đáy cao hơn đáy trước. Thì cái đáy sau này nó phải cao hơn đáy trước và nó phải tạo ra cái đáy này sau đó nó mới lên nó tạo thêm được một cái đỉnh nữa. Thì cái đỉnh sau này nó sẽ cao hơn đỉnh 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 trước này. Đấy, và đỉnh sau đỉnh sau này nó cũng cao hơn đỉnh trước này để nó tạo được một cái cấu trúc tăng giá nhưng mà nó tạo nó sẽ nó phải làm như thế này để tạo được một cấu trúc tăng giá thế thì ở cái đường này thì khả năng rất cao là nó sẽ phải nó sẽ chạm cái đường màu cam này nè xong rồi nó mới bật lên mà không biết là đường màu cam này nó sẽ dừng lại đây hay đường màu cam này nó sẽ đi lên đi lên lên để cái đường giá này nó chạm nó chạm nó chạm đường màu cam đó nó test và nó bật lên nhưng chúng ta đã thấy được một cái tín hiệu rất là hay là, ở cái đoạn giao cắt nhau ở chỗ này thế thì đường trước nó cắt nhau thì nó cho chúng ta một cái đà rất là mạnh tăng lên rất là mạnh đúng không? và mỗi lần giao cắt nhau như vậy thì nó có một cái biên độ một cái biên độ rất là lớn thế thì ở lần này nó cũng lại lại nó cũng lại xuất hiện và ở cái chặt ngày thì đến thời điểm này nó chỉ xuất hiện có ba lần thôi Thấy không ạ? nó chỉ có ba lần thôi và rất lâu rất lâu trước đó này những cái lần lần trước là cách đây rất là lâu thế thì à, chúng ta đối với anh em ít trend thì chúng ta hoàn toàn chúng ta thể tự tin chúng ta mua hầu bởi vì tín hiệu này rất đáng tin cậy ở chặt ngày Đồng thời anh em học viên ai đã biết ai đã học qua rồi thì hiểu được cái dấu hiệu này đây là đây là một trong những cái dấu hiệu phân kỳ hội cầu mà mình đã chia sẻ trong 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 cái 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 cái, 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 cái giáo trình của anh em học viên <laughs> đó là đối với nhận định về à, về bkc về về B về, về, về Bkc à, còn một điều thú vị nữa chúng ta mở sang cái chạc um, chạc còn chúng ta xem nhé chúng ta mở xem mở, mở chặt chặt còn chúng ta xem chặt còn à, nhằm chặt tháng chưa mình cũng vừa phát hiện ra một cái điều thú vị ở chặt ở chặt tháng à, thêm một cái chỉ số đây ở chặt tháng này thì có một cái dấu hiệu rất là tín hiệu rất là đáng mừng là cái, cái cột volume các bạn để để ý ở cái cột volume ở chặt tháng đây cái cây volume xanh này là là một trong những cái cái khối lượng thể hiện cái khối lượng mà hầu như nhìn cái cây volume xanh này chúng ta thấy là cái khối lượng của nó được tăng cao lớn lớn nhất lớn nhất so với 1 2 3 4 5 tháng trước đó. 5 tháng trước đó thấy không ạ. À? Đây là một cái cái cái, cái khối lượng volume giao dịch à, màu xanh nó thể hiện cho phe 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 bò đang thắng thắng thế, thắng thế so với phe phe gấu thì nó đang có một cái khối lượng giao dịch giao dịch lớn nhất so với năm tháng trước đó. Đây. Và nó báo nó cũng báo hiệu cho chúng ta là một cái cái thị trường là nó đang tăng trưởng. À, ngoại trừ cái dấu hiệu lúc nãy mình đã chia sẻ ở chạc ngày là hai cái đường nó giao cắt nhau. Đấy không ạ và à, nếu như ở chặt tháng này mà chúng ta vẽ một cái đường trend chúng ta vẽ ở đây thì à, chúng ta đặt một cái giả thuyết là bây giờ giá nó giá của 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 bitcoin à, nếu nó là một cái đà giảm đúng không ạ thì nó phải chạm cái đường này là nó rớt xuống nó rớt xuống đây ở Bitcoin nó, nó tạo ra một cái đỉnh nè đỉnh sau thấp hơn đỉnh đỉnh trước thế mà thế thì nếu như nó đi đúng cái 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 đường trên này xét ở một cái góc độ đại giảm ấy, thì nó phải lên nó chạm cái đường này mà nếu mà nó chạm thì đâu đó cầm cũng khoảng là 10k là ít 10k 11k là ít các bạn thấy không mà nó chạm sau đó nó bật xuống để làm gì để nó tạo ra được một cái đáy một cái đáy sau nó phải bằng hoặc là nó phải bằng bằng cái 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 đáy cũ để nó ra được một cái mô hình một cái mô hình tam giác nó ra một cái mô hình như thế này nhưng mà một cái mô hình à, tam giác nó đi nó đi ít dắt đấy nó đi nó đi, đi mang theo cái đường tam giác này đó là đối với một cái chặt chặt tháng chặt, chặt lớn hơn đấy để chúng ta nhìn quay lại chúng ta quay sang cái chặt ngày đấy quay sang chúng chúng ta quay sang chặt ngày thì chúng ta lại như lúc nãy mình clip mình làm ấy nó đang uh, chúng ngoài cái dấu hiệu này ra thì bây giờ nó đang tạo một cái flash tức là một cái cụm một cái cụm sideways một cái cụm tích lũy em mà đây chúng ta mở 4 giờ chúng ta càng thấy thú vị là giá nó đang test cái đường đường em ấy và nó chuẩn bị nó bật lên đó là đối với chặt 4 giờ không ạ đấy uh, ngoài ra ngoài ra cái group m green cái group m group m green thì mình có nhận định về con lkc và cái chạm một giờ cho bkc chạm một giờ cho bkc à, bây giờ giá của bkc đang là tám đang là chín hai trăm tám mươi bốn thì à, vừa rồi nó đã phá cái đường em này và nó đã quay lên hầu như nó nó test và nó xuất hiện cái cây nến đến đảo chiều này và khả năng rất cao là nó sẽ rớt tiếp về cái vùng này xong rồi nó mới bật lên được và chúng ta hãy đón xem ở những cái clip sau xem uh, nó sẽ đi đúng cái kịch bản này không nhé đấy uh, đây là cái group marine uh, và anh em ai muốn vào cái group này thì có thể liên hệ cái cậu admin kenzo admin bạn admin chính trên trên kênh uh, như hôm qua hôm qua là như hôm nay là là một sáng hôm nay sáng sớm thì mình có canh giờ uh, mình có 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 canh giờ uh, đó là một cái giờ giờ khá ốt giờ lành và sáng nay mình đã đánh một loạt lệnh bởi vì hôm nay là một cái ngày khá đẹp là ngày thần tài. Thấy không ạ? Đây, sáng sớm mình có báo cho các anh em và đi đánh một loạt lệnh và. À đây nè, để mình mở cho mọi người xem. Đấy, một cái loạt lệnh của sáng lúc 5 giờ sáng 5, 5 giờ 47 phút sáng đúng không ạ? Đấy. Đấy, mình có làm một cái một loạt lệnh và à, anh em ai thích cái giờ đấy cũng đã ăn được Đây. đấy một lạc lên Rồi. và à, ở phạm vi clip này thì mình sẽ không có có, có làm nhiều và giải thích nhiều à, bây giờ chúng ta sẽ qua chúng ta khảo sát tiếp về một cái con nữa là con con ekh à, trước đó mình đã chia sẻ về một số cái công cụ và hai đường em này là một trong những cái bộ công cụ để cho giúp cho chúng ta đánh về ngắn hạn, trung hạn, cả dài hạn. Nhưng ở mỗi cái giai đoạn đó thì chúng ta phải có nó sẽ có một cái chiến lược riêng, một cái cái cách cách khảo sát riêng kèm với những cái công cụ từ RSI cho đến volume để xem riêng khác nhau. Đấy. Rồi, bây giờ quay lại cái chạc ETH chúng ta xem thì ETH nó cũng sẽ đi cái kịch bản giống như bên À, giống như tại vì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đường giá của BKC mà cho nên nó cũng sẽ bị bị ảnh hưởng như BKC và à, giúp ta nhìn cái chặt giờ chặt ngày chặt lớn của của EKH rõ ràng à, giá nó liên tục nó tăng đúng không ạ à, các bạn có thể xem lại những cái clip trước đó nữa mình có làm về con EKH thời điểm EKH lúc đó hình như chỉ có 100 một trăm sáu mấy hoặc một trăm bảy mấy đô thôi. Mình có các bạn xem là những clip cũ này đi. thậm à, chí XRB vừa rồi mình làm lúc đó à, nó chỉ có hai mươi hai năm hai mấy đấy và nó 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 bay lên hai năm luôn rồi. thay vì hai nó là bay hai năm luôn rồi về Trước đó những cái clip đó mình có làm mình có dự báo là ETH chúng ta hoàn toàn có thể cờ canh là nó phá được cái ngưỡng là 190 đô và nó đã và đến bây giờ thì ở chặt những, những những cái những cái chặt ngày những cái giờ trước đó nó đã phá được cái mốc 190 rồi thấy không ạ à? đấy nó đã phá được cái mốc 190 và bây giờ nó đang tạo ra được một nó đang tạo một cái flat ở cái chặt ngày ở cái chặt giờ ở cái chặt giờ chúng ta xem tức là nó đang tạo một cái mẫu hình đấy một cái mẫu hình em thấy không à? nó đang tạo ra một cái mẫu hình. Đây. Và giá trong cô có nó sẽ dao động và cái mình sẽ thiên về cái kịch bản là cái cái xu hướng tăng. Thiên về cái kịch bản là cái xu hướng tăng tại vì mình nhìn trên cái chạc của BGC với cái mẫu hình này nó sẽ có hai hai, hai kịch bản nha, một là nó reset lên và nó bay lên, hai là nó reset như xuống, nó phá xuống thì nó nó sẽ rớt xuống. Nhưng mà mình vẫn sẽ khiên về cái kịch bản lên. Tại vì sao? Tại vì uh, nó sẽ đi với nó sẽ đi ứng với cái cái chạc của BKC. Đấy. Đâu đó nó sẽ lên cái ngưỡng 200 đô đấy. Nếu nó rất ra là được cái đoạn này uh, đẹp thì nó sẽ lên 200 đô. Đấy. Còn nếu mà nó phá xuống, nó phá xuống thì nó sẽ phải rớt về cái vùng này. Hay không biết nó sẽ chạm cái ngưỡng nào trên đây và nó nó, nó phá xuống à, nhưng đâu đó nó sẽ rớt nó chạm cái đường em mai trắng này đã cầm khoảng 100 uh, 178 cho đến 100 177 gì đó nó rớt đâu đó cái cái ngưỡng này <laughs> đó là đối với cái kịch bản của uh, EKH rồi uh, riêng con LKC <laughs> LKC ở chạc chặt uh, chạc 1 giờ con này hoàn toàn chúng ta có một cái dữ kiện là chúng ta có thể mua vào bởi vì đường giá nó đã chạm cái đường E89 này và chúng ta đã thấy cái dấu hiệu là nó bật lên đúng không ạ và đồng thời cái RSI nó cũng chạm gần đến cái vùng 30 và nó móc đầu nó móc đầu nó chuẩn bị bay lên tiếp đến là cái volume chúng ta nhìn thấy là cái volume tăng giá nó cũng đã xuất hiện thấy không ạ và và vừa rồi và vừa rồi ở những cái đoạn này nè giá lên đúng không ạ giá lên những đoạn này xong rồi giá cũng lên những đoạn này thì chúng ta thấy là có hai cái volume lớn nó bay lên nó hai cái volume lớn nó, nó 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 tăng lên tăng lên hai lần hai volume mua thế thì tiếp đó chúng ta nhìn thấy là ba cây nến màu ba cây nến ba cái volume uh, xả hàng nó đã xuất hiện rồi thì uh, đây là một trong những cái dấu hiệu mà thể hiện cho cái đám mà đã mua mua đây và nó nghĩ đây là đỉnh rồi và nó đã xả hàng nó xả hàng thì cái lượng hàng trên đây hầu như nó đang được phân phối lại hết rồi ở ở những cái cây xanh này là một hai cây xanh này và trong đó ba cây đỏ này nó xả thì hầu như đang được phân phối lại hết rồi và à, chúng chúng ta đã thấy đại được một cái đà một cái cây xanh gần nhất là nó cả nó tăng vượt vượt hơn so với cái đường histogram tức là nhìn ở những cái dữ liệu này chúng ta thấy được đọc được một cái cái dữ kiện là thị trường nó đã phân phối lại cái đoạn này nó đã phân phối lại cái lệnh mua bán và bây giờ nhà đầu tư đang quay lại đang sau khi xả hàng, thì đang quay lại mua lại, mua bù lại cái lượng và họ chọn cái điểm là chạm đường EMA 89 là một cái thứ hai là à, giá nó đã chạm gần tới cái RSI của 30 và nó đã mua lại, họ đã mua lại hay mà và à, con LKC, à, L-LKC là một trong à, ở cái chạc này nó thể hiện cho chúng ta là à, một một cái đà nó sẽ tăng, nó sẽ lên và cao ghét là bao nhiêu thì à, tối thiểu mình dự đoán là nó sẽ lên là 72 72 là cái vùng tối thiểu 72 nè 73 nè hay mà thậm chí nó phá lên được cái ngưỡng là um, 7356 thì nó sẽ còn lên cao hơn nữa đấy đó là nhận định về ba cái chạc của EKH LKC và BKC à, ngoài ra các bạn hãy xem lại những cái cái clip cũ đó cái clip, clip cũ mình up các bạn sẽ thấy nó có một cái sự liên kết với nhau nó có một cái sự liên kết từ kiến thức cho đến cái nhận định chạy và các bạn sẽ tự biết là những cái nhận định tự có một cái đánh giá công tâm là những cái nhận định của mình nó chuẩn hay không chuẩn thôi mà à, rồi chào mọi người à, clip sau mình sẽ chia sẻ thêm về một cái công cụ dùng để đánh trong thị trường này khá hiệu quả đánh ngắn hạn và trung hạn dành cho anh em đánh bên Snapit nhé rồi bye mọi người